Rồi chúng tôi đã đến nhà. Ở đây có nguyên một bầy vịt trắng. Trời, cái gì mà bự dữ vậy? Chắc bán mùa Tết bán hết trơn rồi, nó bớt lại rồi. Chứ không có là nhiều lắm, nguyên cái hồ bự quá trời kìa. Mình đi dí vịt. Vịt này là bán được mà sao chưa bán nè. Ủa này vịt hay ngỗng vậy? Sao mập vậy? Đi lượm trứng thôi. Giờ này làm gì có trứng. Gà là chùa gà bên kia. Rồi rồi con kê kê cục tác là gà ta đi lượm trứng nha. Đi xuống hồ hết đi. Các bạn đi xuống hồ hết đi. Đó đó con kia kêu cục tác nè. Không có một em trứng nào hết. Ủa trứng nó đẻ đâu con? Dạ vịt này vịt thịt không có trứng. Nó không có đẻ luôn hả? Nó là con vịt chứ không phải con ngỗng đâu, sao nó bự dữ rồi con? Ngỗng hay vịt rồi con? Dạ con vịt. Vịt mà mập quá hả? Rồi cái hồ này nhà con có nuôi cá không hay là chỉ để cho vịt nó chơi gì thôi? Có nuôi cá. Cá gì? Ủa con bật cái đó làm cái gì? Bật cái đó làm cái gì? Ngoài đây thì hôi hơn. Muốn về quê tắm heo. Tưới đều đều qua dần thịt qua con Bình nè. Thịt đều đều quá, thịt đâu một chỗ vậy con? Đó, đó. Ôi đằng vịt nó vũ ngon nó đi. Trình tự luôn chứ trình tự. Nó đang đi diễu hành kìa. Vịt nó đang đi diễu hành kìa. Xin giờ xong rồi đó. Vịt nó đang bray. Đất bray.
đi cũng đi theo hàng nha, xếp hàng đi. Con này đi lộn hàng, đi chủ qua đây. Con này nó bị si cầu que này. Con này đi đào ngũ, vịt này đào ngũ, vịt dưới cũng bị cầu que kìa tội nghiệp không. Thấy lùa vịt lên đi. Không có phá. Dạ. Yeah. Lùa vịt lên coi. Vịt đó vịt cái đó. Nó mà kêu kiểu đó là vịt cái đó. Hả? Gạo dừa cô Bình ơi. Ồ có hả? Có bằng nào dừa phải không? Dạ. Cô Bình đi gạo dừa với mẹ con. Ok. Rồi cái này được chưa? Quá lắc bỏ đi. Bỏ đi lắc thì chín thì sắc không biết ngon. Ừ. Giờ sắc thì ngâm cho nó trắng nè. Đâu có chanh đâu. Cho muối, cho muối, cho muối. Kêu này lạc chủ đề là kêu vô nạo dừa mà cuối cùng ngồi làm này hả? Thì đó dừa kìa, nạo đi. Thôi. Bỏ dừa ra nạo đi rồi lát nấu. Chú cái mắt to hơn cái bụng. Về làm vịt đó hả? Ừ. Đi bắt vịt. Bổ vô kêu kêu không, kêu không ăn mà cứ đi bắt nè. Mình đâu có hảo thịt thà gì đâu mà mấy người này cứ khoái bắt. Vịt đâu có gì đâu. Tiếc không? Không, không biết luôn. Không biết luôn. Mày biết làm không? Kìa phụ vô làm đánh tiếc coi. Tao. Thời kỳ hổ hậu chỉ làm cái gì đồng tiền. Vậy lên YouTube. Everything in YouTube. Tốt thì thầy chỉ tận nơi, mẹ chỉ tận nơi, còn bạn đồng. Trời, hai người này lùa hoài, lùa càng ngày càng đi xa. Rồi vô chân tường. Lồ em vô chân tường. Ờ, tao cũng không hiểu nữa, đồ ăn thì nhóc. Rồi con đó con cái rồi. Con cái để trứng không? Có mà này tư. À, phải bắt đúng con tơ mới được á. Rồi chúc mừng em đã được trúng tuyển. Rồi đàn kia không biết quay lại hay là nhỏ một giọt nước mắt thương xót cho đàn em. Ra đi không nói lời từ biệt. Dịch bên hông, dịch đằng trước, dịch bên nhà bên kia gửi nuôi luôn, khiếp luôn. Còn bên kia dịch nhỏ nữa kìa. Ở chỗ đây có nước non thì nó tắm rửa, nó vẫy vùng cũng ok. Bên kia thì ruộng lúa, nhà cũng dễ thương lắm. Chừng ăn tới thì bột. Nhà này hồi xưa
có làm gì đâu cứu giới. Có chó, cứu ra khỏi con chó. À, cứu giới này. Nè, vô đây ngồi nè, cô mình đẩy cho. Vô cái xe này nè. Kêu đi ra nhà chòi mà cuối cùng xây mấy tôn vậy, chòi gì nổi nữa. Để cho nó mát. Ủa rơm mà là bán hay làm gì chị? À, để tủ thanh rong á. À, là mình mua hay là cái đợt lúa vừa rồi mình có? Mua đợt lúa vừa rồi á. Mua rồi mình cuộn, mình muốn máy mình cuộn. Muốn máy cuộn ra về nhà chứa vô. Giờ đẻ thêm đứa nữa đi. Mới 30 tuổi còn đẻ được mà. Bà nội nó thiếu ít cháu mà. Để kiếm đứa gái nữa đi. Đó này 40 chứ bà vậy. Ừ. 40 đâu ơi? 44. Vậy mà nãy nó bao ơi. Quên. Hàng gì nó nói 30 nó nói ủa gì mà quên. Trời tuổi bao. Nãy hỏi bữa nay nhiêu tuổi kìa. Gì mà nói hạ giá gì mà dữ vậy trời. Nói thách cũng không sao nữa, nói tuổi lại hạ giá làm sao? Đi qua đây ngồi mẹ. Cảm ơn cô chưa? Tự nhiên cô văn à. Đi nhà hai ngồi. Chưa đó con nó xúc không? Coi chừng nó xúc nó té bây giờ. Thử coi nó tụt con nấy nó tụt nè. Người, cô văn à, chưa văn xong mà còn kêu đi ra không cảm ơn nữa nè. Ngọ. Ngựa với lại con rắn nào lớn hơn? Rắn lớn hả? Vậy là nhỏ hơn nguyên tuổi. Ôi giời ơi, ơi ai mơ chứ nhỉ? Trái đây. Ai mua trái đây là sao? Mua trái gì? Này rơm. Ai mua rơm không? Ăn người ơi trái rơm. 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 Ở đây học. Nè giật đưa đây liệt đi. Không có phá nè. Kiến của chữ. Rồi. Nè, ra đây gì liệt đi. Bây giờ dân Sài Gòn muốn về hưu gì để nó mua đất vậy đó. Mua đất ở nghỉ hưu với lại trên ba đó. Trên dưỡng 10 lúa tiếp. Cái này là này gái nhỏ. Bữa hôm đến nhà gái lớn. Ở đây là gái nhỏ nè. Trời cá quá chừng luôn kìa. Thăng long với lại lúa. Ủa ở đây nó có bán đất hả? Ủa nó có bán đất hả? Nó có bán đất không? Bán đất đâu có ai làm vườn đâu. Thuê nó trả tiền năm hay trả tiền tháng? Năm. Bao nhiêu? Năm nhiêu. Thì cho người ta thuê một năm người ta trả bao nhiêu tiền? Đất vợ dùng một mẫu năm 40 triệu, 10 năm 400 triệu. Đất hay cho đất mình trồng thanh long á hả? Hay là đất ruộng? Thấy, đất ruộng. Thấy xuống đâu vậy? Đất gì đó cứ mua một mẫu cho người ta thuê người ta làm gì đó là người ta làm. Đất cứ cái về ăn. Tùy theo chị cho kêu chị cho đi. 30 triệu năm. Hả vậy thì chị 40 triệu. Chị tùy mình kêu. Mà mình có đất mình mua đất mình kinh doanh chứ.